mở đầu một buổi sáng bằng 1 giờ ở phòng gym tập những bài tập để nâng cao sức khỏe, rèn luyện cho mình sự dẻo dai của Nghĩa đây các bạn ạ. Và sau giờ tập thì Nghĩa sẽ về nhà chuẩn bị cho mình một bữa cơm thật là ngon. Và ngày hôm nay Nghĩa sẽ làm một cái món cũng khá là đặc biệt, mời các bạn xem nha. Xin chào các bạn, Nghĩa mới đi tập về đây và đang có một cái câu hỏi, một cái thắc mắc là không biết mình tập gym cái đó xong rồi mình ăn cơm chiên thì liệu rằng cái việc mình bỏ công sức ra tập luyện nó có uổng phí hay không? Nhưng mà bây giờ thèm quá rồi, đói nữa, cho nên là nghĩ rằng thôi không sao, mình cứ ăn một bữa đi, rồi sau đó mình sẽ tập lại, tập bù cũng được nữa. Với lại sẵn tiện đây cũng giới thiệu cho các bạn biết về hai món tuy không phải là mới nhưng mà bây giờ mình sẽ làm lại cho nó mới hơn một tí. Đó là cái món cơm chiên trái thơm cùng với cái món bí nụ xào muối ớt. Đây là những món mà Nghĩa đã từng làm trước đây rồi, nhưng mà hôm nay bởi vì nhân dịp thèm nhân dịp đi tập về đói bụng thèm, và Nghĩa sẽ làm lại cái món này cũng như là chia sẻ lại với các bạn về hai cái món này để mọi người cùng làm món chay với Nghĩa nha. Và bây giờ thì sẽ giới thiệu cho mọi người biết về nguyên liệu để làm nên món ăn của ngày hôm nay. Ở đây Nghĩa có hai trái thơm nha. Nấm linh chi nè, nấm đùi gà, cà rốt, ba rô và Nghĩa có một miếng chả chay. Này là bí nụ nha các bạn. Ở đây Nghĩa có hai chén, một chén mè và một chén muối ớt chay. Nguyên liệu thì chỉ có thế, mà bây giờ Nghĩa có tới hai trái thơm thì thật ra nó hơi nhiều. Chỉ cần một trái thơm là mình có thể làm được cái món cơm chiên trái thơm, rất là ngon rồi. Cho nên là Nghĩa định rằng là mình sẽ sử dụng một trái, còn một trái thì mình cũng sẽ lấy cái phần ruột ra, mình lấy cái phần ruột thơm để mình ăn, để mình làm trong cái món ăn của mình. Và bên cạnh đó mình còn làm đèn trái thơm nữa. Đèn trái thơm mình đốt nó bên trong cho nó thơm, nó khử mùi khắp cái phòng của mình nha. Vậy thì bây giờ mời các bạn bắt tay cùng Nghĩa, chúng ta cùng sơ chế nào. Ở đây Nghĩa có hai trái thơm cho nên là Nghĩa sẽ lựa một trái mà nó đẹp đẽ nhất để mình làm cái phần trái thơm, mình đựng cái phần cơm nhìn cho nó bắt mắt, cho nó hấp dẫn ha. Còn cái trái còn lại như cái trái này nè, mình thấy cái lồng nó có vẻ nó to, nó tròn thì Nghĩa sẽ sử dụng để Nghĩa làm cái đèn trái thơm. Vậy thì bây giờ mình sẽ cắt cái này ra trước. Mình sẽ cắt cái phần gốc của nó như thế này nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ phải dùng cái dao để chúng ta sẽ khoét cái phần ruột thơm ra. Trái thơm thì Nghĩa đã khoét ruột xong hết rồi đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dùng cái mũi dao nhọn để chúng ta khoét thành hình giống như là những cái cửa sổ. Ở đây nha, mình sẽ khoét thành hình cái như cái cửa sổ tròn hay vuông gì tùy các bạn. Đây. Nghĩa khoét thành cái gương mặt người ha, có hai con mắt và cái miệng ở đây nữa. Bây giờ mình sẽ đốt một ngọn nến ở đây để trong cái dĩa và mình để trái thơm vào. Cái mùi thơm của cái trái thơm nó tỏa ra khi mà chúng ta đốt một cái ngọn nến bên trong, nó rất là thơm và nó có cái mùi dịu nhẹ thanh mát, rất là thích luôn. Bây giờ Nghĩa sẽ để ở đây để cho cái căn phòng này của mình nó thơm ngát, và trong khi đó mình tiếp tục mình sơ chế với trái thơm còn lại nha. Với trái thơm này nè các bạn thì mình chỉ cắt phân nửa thôi nha. Mình xẻ ra như vậy. Và mình sẽ tiếp tục dùng cái mũi dao nhọn để mình khoét cái phần ruột của cái trái thơm này ra. Xem như là cái công đoạn khó nhất chúng ta đã làm xong. Bây giờ thì rất là đơn giản. Những cái miếng thơm mà chúng ta vừa khoét ra, chúng ta sẽ sắc hạt lựu ha. Và coi như là chúng ta cũng sẽ sơ chế các nguyên liệu còn lại luôn. Nấm đùi gà cũng như thế ha.
mình cũng sẽ xắt sợi ra, sau đó mình sẽ xắt hột lựu. Nấm linh chi cũng vậy luôn, mình cũng xắt thành khúc nhỏ 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 nhỏ. Miếng chả chay cũng vậy nè. Hành ba rô cũng vậy ha, mình xắt nhuyễn nhuyễn ra để sau đó mình phi lên cho nó thật là thơm. Với trái bí nụ của các bạn thì cái nào mình thấy nó to thì mình cứ xắt làm đôi các bạn nha. Còn mấy cái mà nhỏ nhỏ như thế này nè thì mình để nguyên luôn, không cần phải xắt. Như vậy là coi như phần sơ chế của chúng ta đã xong các bạn ha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào cái phần chế biến. Với cái phần cà rốt đó các bạn thì trước tiên chúng ta sẽ trần qua nước sôi cho nó mềm trước một chút. Để một lát mình bỏ vào mình chiên cùng với cơm thì nó sẽ nhanh hơn nha. Đây, chúng ta nấu nước sôi và bỏ cà rốt vào để trần sơ qua như thế này. Chúng ta trần qua chừng vài phút thôi rồi chúng ta sẽ vớt ra. Chúng ta sẽ cho một ít dầu vào chảo nè. Sau đó mình sẽ cho cái phần hành ba rô vào để mình phi lên cho nó thơm vàng nha. Sau đó chúng ta sẽ cho cái phần cà rốt vào. Tiếp theo mình cho cái phần thơm vào. Khi cho cái phần thơm vào là các bạn sẽ nghe cái mùi nó dậy lên liền. Cái mùi của nó thơm á, nó rất là thơm mà nó rất là thanh. Mình sẽ cho cả cái phần chả và nấm vào luôn. Tùy vào cái lượng mà các bạn chiên cơm nhiều hay ít mà chúng ta sẽ cho nó vừa đủ nha các bạn. Mình nêm vào đây một ít bột nêm nha. Phần nhân sau khi nghe xào xong, thì sẽ cho ra một cái tô. Cũng vẫn cái chảo đó, mình thêm một ít dầu ăn và mình cho cái phần cơm trắng vào. Đây, bây giờ sẽ là đến cái phần chiên cơm. Bây giờ Nghĩa sẽ cho cái phần nhân vào nè. Nghĩa sẽ nêm vào đây thêm một ít bột nêm nữa. Đây là bột nêm chay nha. Xem như là cái món cơm chiên chúng ta đã xong, bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp qua cái món bí nụ xào muối ớt các bạn nha. Trước tiên mình sẽ làm cái phần nước sốt nè. Mình cho một ít dầu hào chay vào đây nè. Mình cho một ít nước lọc vào nè. Sau đó mình sẽ cho một cái phần muối ớt vào nè. Mình cho thêm khoảng nửa muỗng đường vào nữa nè. Mình quậy cho nó tan lên ha. Sau đó chúng ta sẽ cho hết cái phần bí nụ vào. Mình xào cho cái phần bí nụ này nó được thấm cái nước sốt của mình, nó khô lại là được nha.
Nghĩ sẽ cho thêm vào đây một ít tương ớt nữa. Cái phần bí nụ nó rất là mau chín, cho nên khi các bạn xào mà thấy cái phần nước nó đã kẹo lại, nó sần sệt như thế này là xem như được rồi các bạn ha. Và chúng ta tắt bếp. Bây giờ thì hai món của mình đã làm xong, dọn món lên thôi nào. Với cơm chiên rất thơm, Nghĩ sẽ cho thêm một ít mè lên trên nữa nha. Còn với món bí nụ này thì Nghĩ sẽ rắc thêm một tí muối ớt lên trên bề mặt cho nó đậm đà. Và sau khoảng 45 phút thì bây giờ thành quả của mình là đây các bạn ạ. Nhìn xem, cơm trái thơm nè nha. Rồi đây là món bí nụ xào muối ớt. Nhìn rất là bắt mắt, rất là hấp dẫn phải không nào? Như vậy là Nghĩa đã thực hiện xong cái món cơm chiên trái thơm cùng với bí nụ xào muối ớt. Các bạn thấy đó, không khó, chẳng qua chỉ là chúng ta sẽ tốn một ít thời gian cho cái việc là chúng ta làm xử lý trái thơm này mà thôi. Chứ khi chúng ta làm xong trái thơm rồi thì tất cả những công đoạn còn lại rất là nhanh. Bây giờ thì ngồi đây nè, ngửi cái mùi từ cái trái thơm này nè, mình đốt nếm bên trong á. Cái hương nó thơm, nó thoang thoảng mà nó thanh khiết, nó rất là thích luôn. Nghĩa rất thích ngửi cái mùi của trái thơm mà khi chúng ta làm cái đèn nến như thế này. Còn bây giờ thì cho phép Nghĩa được thưởng thức cái món ăn của mình ngày hôm nay nha. Khi mình dọn món lên thì mình dọn hẳn trong một cái trái thơm như thế này. Mình mời mọi người thì ai ăn người ta có thể múc ra chén, nhìn cho đẹp mắt ha. Nhưng mà mình ăn có một mình nè, cho nên là thôi xin phép Nghĩa được ăn trực tiếp tại trái thơm này luôn. Mời các bạn nha. Có lẽ đây là một cái món cũng không hề xa lạ với mọi người, cho nên là mọi người sẽ nhớ và hình dung lại cái hương vị của nó như thế nào. Cái vị ngọt của củ quả cộng thêm cái vị ngọt thanh mà thơm của cái miếng thơm nữa, nó hòa quyện, nó thấm trong từng hộp cơm luôn, cho nên ăn rất là ngon. Nghĩa rất thích cái món này vì cái vị mà ngọt mà thanh của trái thơm á. Ngon quá. Khi mà các bạn ăn á, các bạn nhớ rắc mè lên trên. Hồi này Nghĩa có bỏ đó, Nghĩa có bỏ mè lên thì cái vị mè nó cũng mang lại cho ta một cái hương vị nó thơm nữa. Thường á, nếu như mà các bạn không có cái món mà bí nụ xào này nè thì các bạn sẽ dọn chung với một cái chén nước tương cùng với tương ớt thì ăn nó sẽ rất đậm đà, nó vừa. Nhưng mà thứ nhất là Nghĩa nêm trong cái thơm này nó cũng đã đủ vừa rồi. Thứ hai là bên cạnh đó Nghĩa có một cái dĩa bí nụ xào với ớt cũng đậm đà nữa, cho nên là nếu như cảm giác lạc thì chúng ta sẽ ăn kèm với cái miếng bí nụ này vào. Bí nụ Nghĩa rất là thích cái món này bởi vì nó giòn, nó mềm mà nó ngọt nữa, rất là ngon. Ngon quá. Còn cái phần trái thơm dư á các bạn, hồi nãy khi Nghĩa khoét trái thơm này nè là vẫn còn dư đúng không, mình không có bỏ nha. Hoặc là các bạn có thể tiếp tục làm thêm phần cơm chiên này cho nhiều người cùng ăn. Hoặc là các bạn có thể xắt nhỏ nhỏ ra bỏ vào trong ly, pha thêm chút đường, cho thêm chút nước, cho thêm vài viên đá cho nữa là mình sẽ có ngay một cái món nước uống trái thơm. Nó cũng rất là ngon, giống như mình ăn chè cốc tai vậy đó ha. Đây các bạn xem, cái trái bí nụ nè, mà cái loại nhỏ nhỏ như vậy nè, là mình không cần phải xắt ra luôn. Mình để nguyên cái bí nụ như vậy, mình trái mình ăn luôn nè bạn. Nó rất là giòn, rất là ngọt luôn á. Quá ngon. Bây giờ mình nghĩ ngồi đây thưởng thức hết trái thơm này thì chắc là sẽ không còn thời gian để nói chuyện với mọi người nữa, cho nên là ăn vô đó thôi để nói chuyện với mọi người một tí. Như các bạn thấy, cái món ngày hôm nay Nghĩa làm nhìn trình bày thì đẹp mắt, làm thì có vẻ hơi phức tạp, nhưng mà không có khó để cho chúng ta có thể vào bếp để thử tay nghề nấu nướng của mình, để dòm ra được một cái bữa ăn với trái thơm đẹp mắt hấp dẫn như thế này cho gia đình, cho bạn bè, những người thân của mình các bạn nhé. Mà các bạn nhớ đăng ký kênh của Nghĩa để có thể theo dõi ngay những clip món chay tôi làm mà Nghĩa đăng tải thường xuyên để giới thiệu cho tất cả mọi người. Ăn chay để tốt cho sức khỏe của chúng ta, ăn chay để thanh lọc cơ thể. Tất cả những cái lợi ích từ việc ăn chay thì chúng ta có lẽ cũng đã biết thông qua rất là nhiều những cái thông tin trên báo đài. Vậy thì các bạn hãy thử dành cho mình trong tuần lễ một hoặc hai buổi ăn chay xem sao.
Rồi một thời gian các bạn sẽ cảm thấy sự thay đổi, sự khác biệt trong cơ thể của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình Món Chay Tôi Làm lần sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye. Với tiêu chí những món ăn sẽ rất đơn giản, dễ làm, trình bày đẹp mắt và ăn lại ngon miệng, chương trình Món Chay Tôi Làm của Đại Nghĩa sẽ luôn mang đến cho tất cả quý vị khán giả gần xa, đặc biệt là với những người Phật tử ăn chay, những món chay thật ngon, thanh đạm để làm phong phú thêm cho bữa ăn chay của mình. Chúc cho tất cả mọi người sẽ có những bữa ăn chay thật là ngon, thật nhiều sức khỏe, lợi lạc và bình an nha.